Xin chào bạn Bin nha. Chào các bạn. Chào anh Kiệt. Anh Bin với anh Kiệt đang chơi trò gì vậy? Con quay. À, thi con quay hả? À. Đây, anh Kiệt với bạn Bin đang thi con quay nha. À, đây con quay đây đây. Con quay của anh Kiệt màu cam, con quay của anh Bin màu gì? Màu tím. Rồi, bắt đầu để trước nha. 1 2 3. Rồi, coi thử có ai thắng nha. Wow. Con Bin thắng chắc rồi. Ôi con của bạn Bin kìa. Ê bạn Bin thua. Không tiếp không? Ôi bạn Bin thua. Rồi ơi. Rồi tiếp tục. Thi lần thứ hai nha. Con phải nhờ Bin lên kẹt không à? Ủa? Phải. Có bưu phẩm lên tới nè. Ê có bưu phẩm kìa. Trả ra lấy đi. Có bưu phẩm gì vậy ta? Ủa phẩm sao không thấy? Ủa bưu phẩm gì vậy ta? Wow. Vô mở ra thử coi anh Kiệt. Ai gửi quà hả? À mình dẹp con quay đi mình mở thử coi. Ai gửi gì cho bạn Bin với anh Kiệt ạ? À? Wow. Đâu mở ra xem. Tên Kiệt, không thì quay
chuyện của chị rồi. Bắt đầu.